Các bạn, hôm nay mình sẽ đập hộp chiếc mic Boden T20. Hôm nay đi làm về là mình tập một chiếc mic để phục vụ chơi game. Chiếc mic giá 130k T Boden T20 Trung Quốc quý. Bây giờ chúng ta thử mở và test nhé. Đây, chúng ta mở mic ra. Đây là dây của mic. Đây là chiếc mic. Chiếc mic để hát karaoke và làm thoại. Chiếc máy laptop. Đây là dây mic. Và chiếc mic này có thể tháo rời ra bằng cách nhấc mic lên. Để chân mic. Mic rất nhẹ. Mic rất hay. Để chân mic. Có thể gặp lên nhật xuống đây. Ok, và con tôi không đi chuẩn bị 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 chuẩn bị. Để chúng ta bắt đầu cắm mic vào nhá. Thì trên cái mic này. Trên chiếc mic có ký hiệu cái mic. Đây, có chiếc mic ấy. À, các bạn nhìn nó. Chiếc mic nhìn rất đẹp, để bàn rất chắc chắn. Chúng ta cắm dây vào máy tính. Chiếc máy tính. Đây cái lỗ. Lỗ mic chúng ta cắm vào. Tính khá bẩn. Mic này mình đã cài phần mềm hát karaoke. Các bạn biết cắm mic vào lỗ nào rồi đúng không? Chiếc mic bắt đầu mình test thử nhá. Cái mic rất dễ thôi, các bạn chỉ cần kích vào. Anh yêu em như vầng thái
Chúng mình ăn ok nhé. Thế là được rồi. Alo. Alo, bộ lại ba bộ. Alo, thật là vĩ diệu. Một hai ba bốn. Con chim lớn thật là vĩ diệu, vĩ diệu.